記念撮ってきました。これね、えらい。日本語まだまだ。ごめん、薬とか素晴らしい。はい、どうぞ。ありがとうございます。Cái này ở Việt Nam mình không có cái loại bánh màu đen như vậy, nhưng mà có vẻ rất là ngon. Ngon lắm. Rồi, mình vừa đến cái chỗ gọi là Dovo Onsen. Thì đây là một trong những cái chỗ tắm nước nóng rất là nổi tiếng và cổ nhất ở Matsuyama này. Chỗ này để ngâm chân, anh Khoa đang ngâm chân. Nóng hả anh Khoa? Cảm giác sao? Ấm hả? Ngâm thì được. Thôi. Cảm giác sao anh Khoa? Cảm giác rất là ấm. Kiếm ơn chị. Đây là cái khu Shotengai, cái khu bán hàng của Dovo, số nước nóng Dovo. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong này để tham quan. Đây là một cái quán cam rất là nổi tiếng mà bán các loại cam ở Matsuyama. Thì mình với anh Khoa sẽ vào trong này tham quan. Bán rất nhiều cam luôn nè, các sản phẩm làm ra từ cam nè, rất là đẹp. Các bạn nhìn những cái trái cam mà người ta bán cho khách nè, hay là những trái rất là ngon luôn. Rồi các loại nước từ cam nè, rồi bánh từ cam nè, nước bắp từ cam, các loại nước rất là nhiều. Cam sấy làm từ cam hết các bạn. Cũng làm từ cam. Đây là cái nơi mà người ta tính tiền. Nơi mọi người có thể ngồi thưởng thức cam. Rất là nhiều loại. Cái này là nước uống hay là gì? À, nước uống cam luôn nè. Rất là nhiều. Cái này là không phải nước uống đâu. Cái này để dùng cho các loại sốt. Nếu mà dùng làm salada. À vậy hả? Như cái bức ảnh về cam,
rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình đi ra. Tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay. Thì vừa ra khỏi cái chỗ bán cam. Đây có chú mèo rất là dễ thương nè. Mình sẽ nựng nó. Quay mặt qua đây biểu ơi. Cục cưng. Cưng quá. Quay mặt qua anh kia, anh cưng đến đây. Đó. Đẹp trai quá nha. Cái đường này đi thẳng thì mình sẽ đi đến chỗ suối nước nóng. Ở đây là nơi bán quà lưu niệm nè. Bán bánh. Tiệm bánh nè. Bên này thì bán trang phục, quần áo. Cái này mấy chị nữ chắc thích lắm nha. Mấy cái đôi tất dễ thương. Tất em bé nữa. Đi lạc anh Khoa rồi, anh Khoa nhận cái gì đâu. Đây thì bán những cái đồ lưu niệm. Áo của Nhật rất là đẹp. Đồ con nít nè, dễ thương quá. Rồi. Ở đây thì là cái chỗ bán dù các bạn. Bán rất nhiều cái dù luôn, dễ thương lắm. Đủ kiểu hết. Nó làm giống như cái kiếm nè. Ủa nó kêu luôn. Ở đây thì nó bán dạng giống như là hồi nãy mình tưởng kiếm mình định mua, tưởng nó cái kiếm nhưng mà thật ra thì không phải cái kiếm mà trong lại cái dù. Cái dù nè, nhưng mà mình thấy mình đeo trên vai được nè, giống như cái kiếm này rất là đẹp. Ok. Bỏ tiền ở trên này hả? Dạ, tự nó làm luôn rồi. Wow, nhớ hả? Nhớ nè. Làm sao để nó làm được giống nãy? À. Xin chào các bạn, đây là Nogo Onsen, một trong những onsen cổ nhất Nhật Bản.
vì là mình không có thời gian nên hôm nay là mình không có vào, nhưng mà mình sẽ quay một chút cảnh ở bên ngoài. Khi mà các bạn tới đây các bạn nhớ ghé qua nhé. Quán bia ở cạnh cái Dogo Onsen, số nước nóng Dogo. Đây là số nước nóng cổ nhất ở Nhật nha các bạn, cho nên là nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất là cổ kính luôn. Thì có rất là nhiều người ta đến đây.石の子なんですはい。すごい細かくてね。こんなところに。すごいですよね。リスがいるでしょ。はい。からこんなところにネズミがいるんだけど見えます？はい。ネズミの赤ちゃん。ネズミ。ネズミの赤ちゃん。ああ、わかりました。すごい。すごい細かい。スズメとか。これは全部手でやりましたか？ すごい。石を粉にして粘土にして、で耳かきみたいなのでこうつけてます。ちっちゃいやつ。うんうんそうそう。すごい細かいでしょ。すごいですね。これ見てください。はい。石の毛まで。可愛いでしょ。すいません。これはさっき何と言いましたか。何？これは日本語で何ですか？ あ、袋？はい。袋とかね、ちょっと待ってね。これは書いてないね。あのね、袋とかちょっと形が違うでしょ？はい。多分ミミズクだと思うんですが。はい。あの、袋とかミミズクとか。今東京住んでいます。こういう形はあんまり見ません。もうこの前は大阪住んでる時はいつも日本人のうちの前でこれ飾っています。大きい。すごいです。お茶パックとかだしパックとか紙の袋があるんですよ。それに入れ替えて。 引き出しにずっと書類入れてたら臭くなるんですが、ふかしてるから匂わないけど、匂い取り消臭になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。結構買う人多いですか？結構買う人が多いですか？そうです。今ちょうどこれからひな祭りなので。 ちょっと今日はあんま出てないですが、結構大きいの10万円とか。あ、今日ないです。はい、ありがとうございます。勉強になりました。勉強になりました。 Vừa đi vào trong cái tiệm này thì xem tham quan những cái sản phẩm ở đây thì dùng cho cái ngày lễ Hinamatsuri của Nhật, thì mình được cái bà chủ tặng cho cái bịch gỗ này rất là thơm. Đó, thì bà chủ đã tặng cho nè. Anh Khoa cũng được một cái, mình cũng được một cái, hai anh em đều có hết. Thích quá anh Khoa. Đây là một cái tiệm mà bán đồ ăn, nhìn rất là ngon các bạn. Người ta cũng người Nhật người ta mua rất là nhiều.
どうぞ。これが発表の。おせんべいからどうぞ。Ở đây cũng bán những cái bánh rất là dễ thương như vậy. Nhìn rất là bắt mắt luôn, làm từ cam hết. Có vị cam rất là ngon. Mọi thứ đây là đều có vị cam hết. Tại vì đây nổi tiếng về cam á. Một cái tiệm bán cam nè. Những cái liên quan đến cam thì họ cũng trang trí toàn là cam hết. Bạn nhìn nè, Nikangoki. Trước cái cửa tiệm thì cũng có vẽ những cái cây cam, trái cam này kia rất là đẹp. Cái này đẹp nè. Đây là những cái quà lưu niệm ở Matsuyama Dogo nè. Các bạn nhìn nè. Cái chữ Matsuyama Dogo rất là đẹp. Rồi những cái viết nè. Đó. Thì, nói chung là ở đây là mình thấy những cái hàng hóa lưu niệm rất là đẹp. Rất là đẹp. Cái này ở Việt Nam mình không có cái loại bánh màu đen như vậy, nhưng mà có vẻ rất là ngon. Ngon lắm. ですね。